đi chợ về gà đây chiên gà mày ăn cái đồ gà mấy bạn ăn gà của mình vừa đi chợ mua một miếng gà 5 cái đùi á nay mình chiên ăn này. Tuyệt vời. Trời ơi, con sống mà nó xin cái bạn vậy. Con sống vậy rồi quay về. Rồi quay về cho khách nào cái hình mình đăng lên là thừa thải. Cái này á, hôm trước á là đi chợ mua đùi gà. Là nói là sẽ ăn gà suối mỡ. Nhưng mà trời ơi, con cái dĩa gà ai làm nè. Thực phẩm xin gì nay đổi ý này đi hưởng thụ thật tính gì chuyển qua là gà chiên bột khó đã nay nghỉ tết rồi nay bên này nay qua mình mới đi làm cả đêm về nay nghỉ tết rồi mới ngủ dậy cái đi xuống nấu gà chiên gà nên là con gà rất là rẻ. Nhìn ngon vậy á, thỉnh thoảng mới ăn thôi, không ăn liên tục. Này ăn liên tục nó ngán lắm. Thỉnh thoảng mình làm gì mình ăn. Bốn cái đùi này là no tới sáng mai. Món này bắt trước người Nhật làm hơi như mình chẳng biết làm món này. Ngon rồi con, ba cái nữa. Và cái gà kia mình mua 5 cái mà mình nấu cháo một cái rồi, còn 4 cái mình chiên bột. Hãy nhớ đăng ký, nhấn like ủng hộ mình nhé. Bye bye.